Trại hè bóng đá thiếu niên Toyota 2016, hàng ngàn cầu thủ nhỏ trên mọi miền tổ quốc ghi danh thi tuyển. Chỉ 30 cầu thủ xuất sắc nhất được lựa chọn tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 7 ngày, chỉ còn lại 18 cái tên xuất sắc nhất giành vé dự đấu tại Nhật Bản. Hãy xem điều gì đang chờ đón 30 cầu thủ xuất sắc nhất tại ngôi nhà chung trong 7 ngày tập huấn tại thành phố Hồ Chí Minh nhé. Điều đầu tiên các em được học tại đây đó chính là tính kỷ luật, đặc biệt là giờ giấc. 6 giờ rồi, thức dậy thôi nào. Mưa phải không? Nào. Không mưa lắm. Ai bảo mưa đâu. Hôm qua bắt đèn lắm nhỉ. Dọn dẹp phòng, vệ sinh cá nhân thật nhanh và tập hợp ra sân cùng ban huấn luyện nhé. Ba mươi em, 30 tính cách và kỹ thuật chơi bóng khác nhau. Để xem các cầu thủ nhỏ sẽ thể hiện tinh thần đồng đội như thế nào tại trại hè Toyota 2016 trước vị huấn luyện viên đầy nghiêm khắc Nguyễn Hồng Sơn nha. Thi đấu, cọ sát với nhiều đội bóng khác nhau cũng là một trong những bài học không thể thiếu trong 7 ngày tập huấn. Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ Toyota sẽ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trên sân cỏ. Và đây là lúc tỏa sáng của những tài năng Toyota. Ngoài những giờ học về kỹ năng đá bóng, các cầu thủ của chúng ta còn được làm quen và tìm hiểu thêm về nền văn hóa và ngôn ngữ của Nhật Bản. Wow, có vẻ học tiếng Nhật không hề là thử thách đối với các bạn cầu thủ nhỏ. Gặp gỡ danh thủ luôn là ước mơ của những tâm hồn cuồng nhiệt bóng đá. Trại hè bóng đá Toyota 2016 sẽ thỏa mãn ước mơ của 30 cầu thủ nhỏ như thế nào đây? Danh thủ bí mật của trại hè bóng đá Toyota 2016 là người từng đoạt giải quả bóng vàng Việt Nam 3 lần. Danh thủ bí mật là đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28. Danh thủ bí mật là người không cao to nhưng lại đốn ngã vô vàn trái tim cuồng nhiệt bóng đá Việt Nam. Anh là ai? Bây giờ mình coi là khách mời hôm nay là ai luôn. 1, 2, 3, tăng tăng. Đây là đó là câu trả lời chính xác. Chúc mừng. Bây giờ thì tất cả chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón Thành Lương nào. Cái này là bản cá sấu mà. Trường Sơn sẽ hỏi chú cá sấu là chú cá sấu có mê đá bóng không? Có. Chú cá sấu cũng mê đá bóng. Thế chú cá sấu đá vị trí gì? Em đá tiền vệ ạ. Đá tiền vệ. Thế cá sấu có thích anh Thành Lương không? Không ạ. Không thích anh Thành Lương. Cá sấu ơi, anh Thành Lương với lại thầy Hồng Sơn á, ai đẹp trai hơn? Anh Hồng Sơn ạ. Anh Hồng Sơn đẹp trai hơn, đúng không? Thiệt không? Thôi giờ mình so sánh nhan sắc với nhau thử đi. Gỡ ra.
Anh Thành Lương ơi, nãy giờ ở trong quay bạn cá sấu thì anh thấy sao? Hơi lòng á. Rồi thôi, nếu như vậy thì cho anh thấy mặc đồ đá banh đi. Dạ, em mời anh Thành Lương ra kia. Mình thay đổi trang phục đi. Rồi mình vô đây nói chuyện với các bạn nhỏ tiếp. Thành Lương có thể chia sẻ với các em một chút từ khi mình bắt đầu mình tập bóng và cho đến khi mình trưởng thành, trải qua những vấn đề như thế nào, có khó khăn hay không? Bắt đầu anh đi tập bóng thì năm 10 tuổi, bằng độ tuổi của các em bây giờ. Anh được chọn vào lớp năng khiếu của trung tâm thể dục thể thao của huyện. Sau đó thì được tỉnh chọn vào trung tâm của tỉnh. Sau đó thì bọn anh cũng ăn ở tập trung tập luyện cho đến năm 2002 thì do kinh phí khó khăn nên đội bóng ngoài đấy gọi là đội bóng tỉnh Hà Tây đã không thể tiếp tục duy trì được đội bóng và giải thể, thì anh được câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB ngày đó tuyển về từ năm U15. Sau bắt đó anh tập luyện từ đó để thi đấu bóng đá chuyên nghiệp cho đến năm 2013 thì anh chuyển qua câu lạc bộ bóng đá Hà Nội TNT bây giờ. Và đến bây giờ thì anh vẫn đang là thuộc thành viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội TNT. Vậy là các em được thỏa ước mơ gặp thần tượng rồi nhé. Còn bây giờ thì ra sân và chơi bóng đá cùng thần tượng nào. Hàng chục người cùng hò reo suốt vào nào. Hàng chục người đam mê chinh phục chiến công. Chúng ta sẽ có một trận đấu đặc biệt, đó là 15 cầu thủ nhí của trại hè thiếu niên TOTA 2016 sẽ đấu với hai cựu tuyển thủ danh thủ, đó là anh Cường và anh Thành Lương trên sân vận động của trường đại học Tôn Đức Thắng. Trận đấu đã được bắt đầu. Và vị trí này, 5 người ở hàng tiền đạo, 5 người ở hàng tiền vệ. Wow, một pha lấy banh điệu nghệ của thầy Cường đấy mà. Các cầu thủ nhỏ nhớ học hỏi kỹ thuật này từ thầy nhé. Tiếc quá, các cầu thủ đã bỏ lỡ bàn thắng trông thấy rồi. Các cầu thủ mảnh hổ nhí Toyota 2016 chiến đấu vô cùng tự tin và quyết liệt. Sút vào, tỷ số 1-0 cho mảnh hổ nhí Toyota 2016. Một pha ăn mừng bàn thắng bằng điệu nhảy ngựa của cầu thủ Đặng Kim Hồng Quân. Một bàn thắng quá nhẹ nhàng cho đội mảnh hổ lớn, tỷ số 1-1. Đội mảnh hổ nhí tăng cường thêm một thủ môn nữa là hai thủ môn. Ta có hai thủ môn cơ. Ôi, thêm một bàn thắng lại bỏ lỡ, thật đáng tiếc. Vẫn chưa vào.
vẫn chưa vào. Hiệp 1 đã kết thúc. Tỷ số hiện nay là 1 đều chia cho cả hai đội. Và ngay hiệp 2 thôi, đội cầu thủ Nhí, Mạnh Hổ Nhí sẽ được tăng cường thêm 15 cầu thủ. Tăng cường cho đội Mạnh Hổ lớn. Đó chính là It's me, tôi. Chuẩn bị, mới đúng. Số lượng cầu thủ trên sân đã được tăng lên. Trận đấu chắc chắn sẽ thêm phần gay cấn đây. Đối đầu với chính thầy của mình trên sân, nhưng xem ra các cầu thủ của chúng ta không hề nao núng. Bây giờ tổng cộng là bên sân của đội Thôn Liên Tây Nhí là có 31 cầu thủ. Bên đội đối phương có 3 cầu thủ. 24 cầu thủ. Ở bên này, hiện nay bóng đèn đá ở giữa sân mình đối sân còn lại. Đối sân còn lại các cầu thủ đang nằm ngồi những cái bệnh. Ba thủ môn đội Mạnh Hổ Nhí sao lại đưa bóng cho đối phương thế kia? Một bàn thắng khó hiểu vừa được lập. Đã có một pha phạm lỗi xảy ra. Đội Mảnh Hổ lớn được hưởng quả đá phạt. Wow, anh Thành Lương tận bóng khéo chưa kìa. Một pha lên bóng của đội Mạnh Hổ Nhí. Sút vào. Một cú sút tuyệt đẹp của chàng trai mang số áo 173. Và ăn mừng bàn thắng rất chắc nha. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Tranh thắng thua bằng sút phạt penalty thôi nào. Cuộc đối đầu giữa thầy Hồng Sơn và bốn thủ môn sẽ như thế nào đây? Thầy Hồng Sơn đã thất bại trước dàn thủ môn Toyota 2016. Cầu thủ Trường An là người sút tiếp theo. Wow, cú sút quá đẹp. Anh Thành Lương ngã hết người vẫn không bắt được bóng. Một cú sút quá nhẹ nhàng vào góc phải khung thành. Tỷ số 1-1. Trần Lương Chính là cầu thủ sút bóng tiếp theo. Hồi hộp quá. Tuyệt vời, rất có chuyển bóng đấy Lương Chính.
Ôi, tiếc vậy. Anh Thành Lương đã không qua được 6 cái tay của thủ môn rồi. Nguyễn Văn Đạt, cầu thủ đến từ Quốc Oai, Hà Nội, là cầu thủ tiếp theo ghi bàn cho đội Mảnh Hổ Nhí. Chiến thắng đã thuộc về đội Mảnh Hổ Nhí. Thật tuyệt vời. Sau buổi thi đấu giao lưu với các em nhỏ thì bản thân mình thấy các em có một cái niềm đam mê rất là lớn với trái bóng. Và đấy là một cái điều rất quan trọng để mà sau này có thể trở thành cầu thủ bóng đá trong tương lai hay không. Về trình độ các em thì các em có một cái năng khiếu rất là tốt, vì các em có các cái nhiều các pha xử lý bóng rất là tốt và có kỹ thuật cá nhân. Bản thân thì rất là ấn tượng với cầu thủ số 7 nhỉ. Em ấy có nhiều các cái kỹ năng tốt và đặc biệt là thi đấu rất chứng chạc và có thể hình tốt để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Cảm xúc đầu tiên khi con gặp cầu thủ Cảnh Lương là con thấy rất là vui ạ. Con thấy cảm thấy rất vui và rất hứng khởi khi được gặp một cầu thủ chuyên nghiệp như Thành Lương. Khi được đá chung với thầy Thành Lương, con cảm thấy mình học được tốc độ của thầy và cách rê bóng của thầy. Con học được kỹ thuật của thầy và cách di chuyển tại chỗ thầy. Con sẽ quyết tâm trở thành cầu thủ chuyên nghiệp như Thành Lương. Con quyết tâm trở thành một cầu thủ như Thành Lương. Tạm biệt anh Thành Lương, tạm biệt trận đấu có 1-0-2 trong lịch sử bóng đá. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè này của 30 cầu thủ Toyota rồi. Tạm rời xa sân cỏ và trái bóng tròn, ngày hôm nay sẽ là những trải nghiệm vô cùng bất ngờ. Một danh thủ nữa chăng? Ồ, đó chính là nghệ sĩ kịch dành cho thiếu nhi Đinh Toan. Anh sẽ mang đến điều gì bất ngờ cho các bạn nhỏ đây? Đầu tiên hãy vỗ một tràng pháo tay thật to để tất cả chúng ta cùng gặp nhau ở đây nào. Hay quá, ai có bong bóng, rất nhiều người có bong bóng. Bây giờ anh Toàn muốn ở phía dưới các bạn thể hiện tình đoàn kết của mình coi. Anh Toàn muốn nha, từ anh Sơn qua bên đây, đội A, đồng ý chưa? Rồi, từ bên đây về đây, đội B, ok. Rồi, đội A ơi. Nghe đội B nè. Đội B ơi. Sợ chưa? Anh Toàn muốn các bạn chơi một trò chơi truyền bóng, nhưng không phải là trái bóng của các bạn nữa mà là bong bóng. Khi nào anh Toàn kêu bắt đầu ha, các bạn sẽ phải làm một nhiệm vụ là đưa trái banh xuống giữa hai chân mình. Được chưa? Đưa tới người cuối cùng. Rồi, người cuối cùng phải cầm cái trái bóng này chạy lên phía trên đây nha. Của đội A là ở đây, đội B là ở đây, được chưa nha? Và nhiệm vụ các bạn phải làm bể trái bong bóng này cho anh Toàn. 1, 2, 3 bắt đầu. Hiệp một, wow, đội trưởng chạy lên. Rồi, rồi chuẩn bị, 1, 2, 3. Tỷ số bây giờ đang là 2 nghiêng về đội. Wow! 1, 2, 3. Được, được, được. 1, 2, 2 rưỡi. 3. Ở dưới anh Hồng Sơn, anh nói đội nào sẽ chiến thắng?
Đội A, đội A, bên đây bạn đội nào? Đội B, phe nào bên phe đó? 3, 2, 1, bắt đầu! Tiếp, ngồi tiếp, ngồi tiếp, ngồi tiếp. Hay quá! Đội A đã là đội làm bể một bóng đầu tiên. Chúc mừng đội A! Nhưng, đội A truyền bóng trước khi anh Toàn đến tới nhịp thứ 3. Cho nên đội B mới là đội chiến thắng. Chúc mừng đội B đã chiến thắng. Trò chơi tiếp theo sẽ là gì đây? 1, 2, 3. Chờ giúp bạn, chờ giúp. 4, 5. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giỏi quá, chạy về chỗ nào. Còn bây giờ, chúng ta hãy hướng lên sân khấu. Bởi vì chú Toàn muốn các bạn cùng thư giãn một chút. Chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện cổ tích. À, một câu chuyện cổ tích mới lạ và ngộ nghĩnh. Rồi không ai biết sẽ có một câu chuyện, một cái tên xa lạ lắm. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Nghệ sĩ Đình Toàn trong vai chó sói và các cộng sự của mình đã mang đến cho các cầu thủ Trại Hè một đêm thật đáng nhớ với câu chuyện cổ tích tuy quen mà lạ này. Bây giờ bạn cũng đi ra đường, đúng không? Rồi bạn đi dòng dòng ra đường Nguyễn Thị Thập, không? Hiểu không? Rồi bạn tới trường Tôn Đức Thắng, đúng không? Bạn quẹo vô cổng số 7, đúng không? Bạn thấy nguyên công viên ở đó người ta ghi là Trại Hè bóng đá thiếu nhi Toyota 2016, đúng không? Rồi sau bạn đứng đó, cái bạn đọc hết cái chữ đó, cái bạn đi thẳng ra ngoài đường lại, đúng không? Rồi bạn dòng ra ngoài cổng lại, cuối cùng bạn về chợ Bến Thành, bạn mua một bông, bạn toàn tặng hết chuyện. Rồi đi 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 đi. Chào các bạn. Tạm biệt Khăn Đỏ. Tạm biệt Khăn Đỏ. À, anh sẽ làm cái gì con sói? Anh nói cho nghe coi. Bây giờ anh làm cái gì các em? Đánh sói. Hả? Đánh sói. Đánh sói. Đánh sói đúng không? Đây, xuống đây chị. Đây, xuống đây. Đây, con sói này. Đó, đánh nó đi. Nhỏ này đó. Hả? Nhỏ này nè. Đánh nó. Sói đó. Con này mới là con sói nè. Đấy, đánh con sói. Ủa, đây, tôi là em hả? Ủa, còn bây giờ, tạm biệt anh Đình Toàn, tạm biệt những giây phút thư giãn thoải mái với những sáng tạo chỉ có ở Trại Hè bóng đá Toyota 2016. Hành trình tiếp theo của các cầu thủ Toyota sẽ là gì đây? Ngay sau đây, ngày hôm nay sẽ là một thử thách đầy thú vị với các cầu thủ Trại Hè bóng đá Toyota. Các em sẽ thi đấu cùng nhau trên một sân bóng không có cỏ và luật thi đấu sẽ vô cùng độc đáo. Chúng ta sẽ chia ra làm hai đội. Một đội sẽ dưới sự cổ vũ của chị Tú Linh và một đội sẽ sự cổ vũ của bạn Khánh Duy. Luật chơi như sau, chúng ta sẽ hai người cặp thành một và chúng ta sẽ buộc hai chân của bạn nọ và bạn kia vào với nhau. Sẽ thi đấu như một trận đấu bình thường nhưng là hai bạn đó sát vào nhau, chân buộc lại. Khánh Duy và Bố Hồng Sơn sẽ làm nhá, đúng không? Chân nào, chật vào, đó, hai chân luôn luôn phải sát vào nhau, không được rời. Và gì chuyền bóng này, di chuyển này, lưu ý một điểm, cái mặt sân nha. Nó là sẽ là cát, là đất, là lún. Cái sự di chuyển của chúng ta sẽ bị mất thăng bằng. Nếu như hai bạn không dựa vào nhau, không có cái sự phối hợp đồng đội thì là chắc chắn sẽ bị ngã. Và cái sự di chuyển phối hợp với nhau sẽ không được tốt. Đó chính là những cái luật mà của cái sân bóng chúng ta đề ra. Và ngay sau đây thì các bạn tháo giày, tháo tất và chuẩn bị sẵn sàng vào thi đấu. Chuẩn bị sẵn sàng vào trận đấu nào. Với đôi chân bị cột như thế này, để xem các cầu thủ của chúng ta sẽ thi đấu như thế nào nhé. Đây là một trận đấu dự kiến sẽ có nhiều pha khó đỡ đây. Không giày, không tất và chân các cầu thủ thì bị buộc. Một trận đấu chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá. À, bây giờ trận đấu bắt đầu. Đi ra ngoài này cũng là không bóng mặt đi lên. Di chuyển đi, di chuyển đi. Di chuyển đi. Cái chân, cái. Kéo bạn kia lên, bạn này đứng lên. Các cầu thủ dũng cảm nhất là đây rồi. Chuyển đi, chuyển đi. Với tình thế này thì hai thủ môn của chúng ta sẽ bắt bóng thế nào đây? Sút vào! Bàn thắng đầu tiên đã được ghi cho đội áo đỏ. Xanh tấn công, xanh tấn công.
Sau một pha lộn xộn trước khung thành thì bàn thắng đã được ghi một cách nhẹ nhàng. Tỷ số hòa 1-1. Các cầu thủ đang nhích từng chút một trên sân. Liên tiếp các pha té ngã trên sân, nhưng xem ra các cầu thủ khá phấn khích khi bị ngã nhỉ. Buộc vào đi, lấy tay sắn lên sắn vào hai cái. Nhảy lò cò là cách di chuyển thông minh và nhanh nhất trong tình huống này rồi. Kìa, từ từ bình tĩnh kìa. Kìa, xuống đi kìa. Đã có một vụ xá lầy. Đội đỏ được hưởng quả đá phạt penalty. Cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ và hai thủ môn sẽ như thế nào đây? 2-1, tiếp tục. Tiếp tục đâu, xanh đâu. Xanh đâu, xanh đâu, xanh kìa. Mặc dù bị buộc chân, nhưng bạn Báu vẫn lừa banh điệu nghệ ghê chưa? Và như vậy là trận đấu vẫn tiếp tục. Và tôi muốn thêm một tình huống khó nữa, đó là cả hai đội sẽ thi đấu bằng hai bóng liền một lúc. Hai đội thi đấu cả hai bóng luôn. Hai bóng luôn đấy. Hai bóng kìa. Ngoài nhảy lò cò thì lết trên sân cũng là một cách di chuyển của các cầu thủ. Đây là cơ hội để các bạn rèn luyện sự khéo léo của chân nghịch đấy. Cố lên nào. Đây là kết quả khi hai đôi chân không cùng hướng. Ra ngoài. Đôi này tuột ra ngoài. Hả? Ê. Tuột ra ngoài. Kìa, bóng kìa. Đã không thể chạy thì mình nằm đá bóng luôn vậy. Thêm một bàn thắng được ghi cho đội đỏ. Một pha hỗn loạn trước khung thành đội đỏ. Những cú sút bóng liên tiếp. Thật khó để xác định bóng có vào hay không. Tỷ số trong hai hiệp đấu là 3-3. Vâng, một tỷ số thật sự là rất là gay cấn và cân bằng nhau. Sau đây đến loạt đá luân lưu 11m. À,
Wow, vẫn chưa ghi bàn. Wow. Xanh dẫn 1-0. Đã vào, cầu môn ở tận trên kia các bạn, nhìn ra vào. 1 đều. Bóng. Vẫn không vào. Thấy chưa, phải đá bổng nữa. Chưa? Rồi, cơ hội dành cho đội đỏ nếu quả này sút vào. Rồi, Khánh Duy vào. Đội xanh đâu? Hãy cổ vũ quả cuối cùng. Rồi, ai thử môn? Và rất là vui ạ. Đây là lần đầu tiên bọn con đá trên sân này và bọn con cảm thấy rất thích thú. Con cũng thế ạ. Tỷ số thì bọn con thắng nhưng mà bên kia cũng chưa hết sức được. Khó khăn của hôm nay bọn con là phải bị trói hai chân vào với nhau mà phải đi. Còn phương hướng giải quyết của bọn con là bọn con nhấc chân bị trói lên xong nhấc cả hai chân ngoài. Khó khăn là khi trái bóng đang đứng đó, bạn ấy đang xúc cái tự nhiên con đứng lại, bạn ấy xúc không được. Bọn con bị ngã 5 lần. Dạ, ngã rất vui vì ngã xuống nước không mát. Con cảm thấy rất là mát và vui ạ. Tại vì bùn nó có nước xong rồi nó ngã vào nó vui ạ. Con hy vọng là được vui đá trên sân rộng thêm một lần nữa. Qua một buổi trải nghiệm ngày hôm nay, chúng ta đã được ra một cánh đồng, một sân đất đầy bùn lầy cũng như là một cái không khí rất là tuyệt vời. Cái chính ở đây là thầy mong muốn rằng các con ấy một trò chơi, một cái thể nghiệm, một cái trải nghiệm ở đây đòi hỏi cái sự đồng lòng, đòi hỏi sự đoàn kết, sự nhịp nhàng. Và trong bóng đá thầy cũng mong như vậy. Qua cái buổi ngày hôm nay, thầy rất mong các con làm sao đó có sự đoàn kết, san sẻ, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Và chúng ta sẽ có một tuần tập luyện hăng say hơn nữa. Và thầy tuyên bố trận đấu ngày hôm nay đội đỏ đã giành chiến thắng, chính là đội chị Tú Linh. Vậy là 30 cầu thủ Toyota 2016 đã có thêm rất nhiều những bài học bổ ích, nhiều trải nghiệm thú vị trên hành trình chinh phục đam mê sân cỏ. Những thử thách và những trải nghiệm thú vị nào đang tiếp tục chờ đón các cầu thủ trong suốt hành trình 7 ngày tập huấn xa nhà? Ai sẽ là một trong 18 cái tên xuất sắc nhất giành tấm vé du đấu tại Nhật? Đón xem chương trình Khi Trái Bóng Lăn phát sóng vào 19h25 tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên kênh truyền hình Let's Việt.